Vũ Hồng xin chào anh chị và các bạn đã trở lại kênh Bán Nhà Chính Chủ Sa Thành. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến anh chị và các bạn một căn nhà mặt tiền đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình địa chỉ là 124 đường Trương Phước Phan, khu phố 17, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà nằm ở khu vực chợ mới Bình Trị Đông, gần chợ Bình Trị Đông mới, gần trường mầm non Bình Trị Đông, là nằm ở đoạn giữa chợ Bình Trị Đông cũ với chợ Bình Trị Đông mới nha. Căn nhà mình có kết cấu một trệt, một lửng, một lầu. Chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với giá là 2 tỷ 550 triệu. 2 tỷ 550 triệu, giá này còn thương lượng ha. Nếu như anh chị và các bạn xem thấy căn nhà này ở vị trí hợp lý với mình thì hãy liên hệ Vũ Hồng xem nhà, xong sau đó Vũ Hồng sẽ sắp xếp mình gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả nha. Căn nhà thích hợp, có chủ quyền Hồng thích hợp để làm của để dành, hoặc là cho thuê, hoặc là ở cũng được ha. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh Bán Nhà Chính Chủ Sa Thành. Hôm nay Vũ Hồng đã ở chợ Bình Trị Đông, đường Trương Phước Phan, khu phố 17, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến anh chị và các bạn một căn nhà nằm ở mặt tiền đường Trương Phước Phan. Cái hướng Vũ Hồng đang đứng này nè, thì mặt tiền đường Trương Phước Phan ha, đi thẳng về bên kia là chợ đường Tân Hòa Đông nha. Đây là vị trí chợ Bình Trị Đông mới. Căn nhà mình nằm ở giữa chợ Bình Trị Đông cũ và chợ Bình Trị Đông mới ha. Và Vũ Hồng đứng ở đây thì gần ngay chỗ cô ốp móc, cô ốp phút trên đường Trương Phước Phan. Cái hướng đằng kia là cái hướng đi về ngã ba đường Trương Phước Phan với đường chiến lược ha, đường ấp chiến lược ha. Mình rẽ phải là ngay ao cá Bắc Hồ là chợ Bình Trị Đông cũ nha. Căn nhà Vũ Hồng giới thiệu đến cô chú anh chị bạn là căn nhà mặt tiền đường Trương Phước Phan, địa chỉ là số 124 đường Trương Phước Phan. Căn nhà mình là có chiều ngang á. Căn nhà mình là chủ đang kêu bán với giá là 2 tỷ 550 triệu. 2 tỷ 550 triệu, giá còn thương lượng nha. Anh chị các bạn cứ xem vị trí, nếu ok thì Vũ Hồng cho gặp chủ nhà để thương lượng về giá cả ha. Nhà mình có hướng chính là hướng đông nha, nhà mặt tiền ngay chợ, thuận tiện buôn bán kinh doanh luôn ha. Nếu đây là lần đầu tiên cô chú anh chị bạn xem kênh Nhà Đất Sa Thành Review Bất Động Sản thì cô chú anh chị bạn hãy cho mình một đăng ký kênh và nhớ bật chuông để nhận được thông báo sớm nhất từ kênh Nhà Đất Sa Thành ha. Nếu mình đã nhiều lần xem kênh Nhà Đất Sa Thành Review Bất Động Sản thì mình hãy chia sẻ video clip này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu mua bất động sản mặt tiền để buôn bán kinh doanh, để họ tìm hiểu và họ mua được một căn nhà mặt tiền để kinh doanh ha. Xin nhắc lại vị trí nhà mình là ngay chợ mới Bình Trị Đông. Chợ mới Bình Trị Đông ha. Kế bên cái quán cà phê sân vườn này đây anh chị và các bạn. Kế bên quán cà phê sân vườn 120 đường Trương Phước Phan ha. Căn nhà mình là căn nhà số 124, kế bên cái tiệm bánh mì này. Qua đây là quán cà phê sân vườn 120 nè. Kế bên là cửa hàng thịt sạch, đằng kia là trường Anh ngữ quốc tế Khai Môn ha. Ở đây là ngay khu vực chợ ha. Đây vị trí căn nhà của mình đây, 124 đường Trương Phước Phan, khu phố 17, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Nếu cô chú anh chị bạn quan tâm đến bất động sản này thì hãy gọi cho Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979. Đằng kia đây là đằng đó khoảng chừng 50m là tới ngã ba đường Trương Phước Phan với đường ấp chiến lược ha. Mình rẽ phải thì về chợ Bình Trị Đông cũ nha. Và căn nhà mình là căn nhà này đây, ngang là gần 2,5m và chiều dài gần 7,5m ha. Nhà có kết cấu một trệt, một lửng và một lầu ha. Nhà có chủ quyền Hồng nha. Chủ nhà đang kêu bán căn này là 2,5 tỷ, giá này còn thương lượng nha. Thì anh chị các bạn cứ đi xem vị trí đi rồi thưa gặp chủ để thương lượng về giá cả ha.
Nhà mặt tiền ngay ở chợ luôn ha, thuận tiện buôn bán kinh doanh nha. Và đằng này nè là chợ Bình Trị Đông mới ha. Rồi đây là ngã ba đường Trương Phước Phan với đường ấp Chiến Lược, đối diện với tiệm cà phê Nao Cà Phê ha. Và bên đây cùng phía với mình là cảng cà phê Sân Vườn 120 nha. Đây là vị trí của căn nhà mặt tiền đường 124 đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, ở đây khu phố 17 ha. Phía này là về 50m thì mình sẽ tới ngã ba đường ấp Chiến Lược, rẽ phải thì mình về chợ Bình Trị Đông cũ, rẽ trái thì mình về đầu đường Chiến Lược với đường Tân Hòa Đông á. Thì căn nhà mình nằm gần hai quán cà phê lớn là quán cà phê 120 và quán Nao Cà Phê. Đằng kia 40m là chợ Bình Trị Đông mới nha. Nhà mình ngay chỗ mặt tiền đường, thuận tiện buôn bán kinh doanh luôn ha. Nhà có kết cấu một trệt, một lửng và một lầu. Nhà có hướng chính là hướng đông. Và nhà là có pháp lý là chủ quyền Hồng ha. Một trăm hai mươi bốn đường Trương Phước Phan, khu phố 17, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh á. Pháp lý là chủ quyền Hồng, mua bán ký công chứng sang tên nha. Anh chị các bạn nào quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng qua kênh Nhà Đất Sài Thành, số điện thoại 0933 797979. Anh chị các bạn quan tâm thì hãy gọi cho Vũ Hồng ha, qua kênh Nhà Đất Sài Thành với số điện thoại là 0933 797979. Nhà có pháp lý là sổ hồng, mua bán ký công chứng sang tên ha. Nhớ chia sẻ video clip này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà nha. Anh chị bạn nào chưa đăng ký kênh Nhà Đất Sài Thành thì hãy đăng ký kênh ha. Đây là một căn nhà nằm ở vị trí mặt tiền, thuận tiện buôn bán kinh doanh mà giá chỉ có khoảng tầm 2,5 tỷ. Chính xác căn nhà này chủ đang kêu là 2,550 triệu đồng, nhưng mà giá này còn thương lượng ha. Anh chị và các bạn nào thấy nhà này giá cả hợp lý thì hãy gọi cho Vũ Hồng nha. Và giá này còn thương lượng thêm nữa, nên anh chị bạn nếu mà thấy ưng ý thì hãy đi xem, rồi Vũ Hồng sẽ sắp xếp để gặp chủ để thương lượng thêm chút đỉnh về giá cả ha, giúp mình mua được nhà giá tốt và giữ được tiền trong thời gian này nha. Nhà mình thì ở dưới tường dán cao lên 1m7 rồi, và ở trên thì cũng sơn dầu ha. Rồi trần làm thì rất đẹp luôn nha. Đó, trần làm rất đẹp luôn, nhà ngay mặt tiền luôn, gần ngay chợ luôn, buôn bán cái gì cũng thích hợp hết á. Nhà thì chủ quyền Hồng, mua yên tâm, không bị quy hoạch giải tỏa ha. Anh chị các bạn quan tâm thì hãy gọi sớm cho Vũ Hồng để đi xem căn nhà 124 đường Trương Phước Phan nha. Đây là vị trí lửng của nhà mình nè. Đó, đây là vị trí lửng của nhà mình ha. Nhà mặt tiền thuận tiện buôn bán kinh doanh lắm anh chị. Mình mua về mình giữ tiền mình đầu tư, sau này những căn nhà mặt tiền thì nó sẽ có giá rất là có giá trị ha, giúp cho mình giữ được tiền và mình giúp cho mình buôn bán kinh doanh ha. Đối diện bên kia là quán Nao Cà Phê, còn cặp hông nhà mình á là quán cà phê 120 đường Trương Phước Phan nha. Rồi gần chợ Bình Trị Đông, gần chợ Bình Trị Đông mới ha, khu vực ngay chợ, thuận tiện buôn bán kinh doanh nha. Thì sổ hồng, mua bán, ký công chứng sang tên, giúp anh chị yên tâm cho mình mà mua vào một căn nhà 2 tỷ mấy mà pháp lý thì vững vàng ha. Ở trên là cái lửng nha, ở trên đó là một cái lửng ha. Trên đây là cái lửng nha. Vũ Hồng xin nhắc lại là nhà mình một trệt, một lửng, một lầu ha. Trên đó là cái lửng ha. Mua bán là ký công chứng sang tên nha. Ngang là gần 2,5m và chiều dài là gần 7,5m ha. Pháp lý sổ hồng, mua bán, ký công chứng sang tên anh chị bạn. Và đây là cái lửng nhà mình nè ha.
Ở nhà có cái lửng thì mình giúp cho mình làm một cái phòng riêng tư hơn ở trên đây. Và sau lưng nhà mình thì cái nhà người ta thấp hơn nhà mình, nên mình mở cửa sổ để gió rất là mát luôn ha. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà mình, địa chỉ là 124 đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình đó thì có kích thước ngang là gần 2,5 m và chiều dài là gần 7,5 m. Pháp lý chủ quyền Hồng. Nhà có kết cấu một trệt, một lửng, một lầu. Mua bán là ký công chứng sang tên sổ ha. Giá là 2.550.000.000, giá này còn thương lượng ha. Nên anh chị và các bạn thấy căn nhà này vị trí hợp lý thì hãy đi xem rồi Vũ Hồng sắp xếp gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá nha. Rồi Vũ Hồng xin chào ha, và xin hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video ở nhà lần sau nha. Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà mặt tiền đường số 124 đường Trương Phước Phan, khu phố 17, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ha. Căn nhà mình có kích thước ngang là gần 2,5 m và chiều dài là gần 7,5 m. Nhà có chủ quyền Hồng, nhà có hướng chính là hướng Đông. Nhà gần ngay chỗ chợ mới Bình Trị Đông, gần ngã ba đường ấp Chiến Lược với đường Tư Trương Phước Phan, gần chợ mới Bình Trị Đông, gần chợ cũ Bình Trị Đông. Căn nhà này thì có kết cấu một trệt, một lửng, một lầu. Nhà nằm mặt ngay mặt tiền chợ Bình Trị Đông mới, thuận tiện buôn bán kinh doanh mọi ngành nghề ha. Chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với giá là 2.550.000.000. 2.550.000.000 giá này còn thương lượng nha. Nếu cô chú anh chị bạn thấy vị trí căn nhà này hợp lý với mình thì hãy đi xem nhà, xong sau đó Vũ Hồng sẽ sắp xếp gặp chủ thương lượng thêm về giá cả để anh chị và các bạn mua được nhà nha. Nếu đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn xem kênh Nhà Đất Sài Thành Review Bất Động Sản thì anh chị và các bạn hãy cho Vũ Hồng một đăng ký kênh và nhớ bật chuông để nhận được thông báo sớm nhất từ kênh Nhà Đất Sài Thành. Nếu như mình đã đăng ký rồi và mình đã nhiều lần xem kênh Nhà Đất Sài Thành rồi thì mình hãy chia sẻ video clip này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản, giúp họ mua được nhà mặt tiền để dành làm của cũng như cho thuê hoặc ở, và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Vũ Hồng cảm ơn cô chú anh chị rằng đã các bạn đã xem hết video clip review nhà 124 khu phố 17 đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Xem xong nhớ cho Vũ Hồng một like ha. Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video quay nhà lần sau. Vũ Hồng xin chào nha.